Chào bạn quay lại channel mình nhá. Thì hôm nay mình sẽ đi bắt mấy con cá nhép nó lạc mẹ các bạn. Đang bị lạc mẹ đấy. Nó đang chạy lăng xăng sang ngoài đằng sau này. Đấy mình thấy nó đang nhấp 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 rồi. Đâu rồi nhỉ? Ô, chạy vô hết được giờ. Vừa thấy nhấp nhấp rồi về. Chạy tranh thật đấy. Bạn thấy đây đầy thuốc, mình uống nhiều thuốc, biết bao nhiêu thuốc rồi, tính được cần này. Số vậy bạn đây, việc gì đâu. Không bạn, đấy, hơi nắng, mình không ra nắng, rồi không ra mình đứng. Rồi mẹ úp rồi, úp rồi thôi mình không bắt nữa. Thường chưa ấp thì bắt. Bạn thấy khung cảnh này đẹp không? Quá đẹp nè. À. Nắng của chỗ hơi nắng nhỉ. Mình ngại đến chỗ nắng các bạn, kiêng. Nắng chỗ thôi bay, tóc chỗ thôi bay. Cắn nhấp 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 kiểu như bị ốm á bạn. Hòa suất bạn nhà đâu chừa mấy con gà à đẹp quá đẹp. Đây đằng sau là con chó nhé bạn đấy, thằng con chó đằng sau ấy đang làm gì đằng sau đằng... nằm cái ngày rồi mình quay được 15 cái thôi, 5 clip thì 2 ngày được 30 cái, 100 đâu, 100, à, nhẹ nhàng đủ thức ăn, kiếm bắt đồng nào hay đồng đấy các bạn, vất vả ai ta về sướng gì đâu. Chưa một con chó chừa nó đang nằm thế các bạn thấy đây đang nằm nó quay đấy áp hai đi chứ cái kiểu quần áo dài nó đỡ đấy muối
vì cái đời sức khỏe quan trọng bạn, sức khỏe vô cùng quan trọng, không có sức khỏe đâu không có gì. Nhìn mình thế này thôi, ngày nào uống thuốc, thuốc thang liên tục. Này à, trời nắng xanh cao thì nay chắc cũng muộn rồi. Này mình kết thúc clip ở đây thôi. Chúc bạn ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, tràn tiếng cười. Bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Và đây nhá, cũng chúc bạn buổi tối vui vẻ nha. Bye.